Mèo vào nhà đẻ là điểm gì, điểm tốt hay điểm xấu? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Phong thủy và sức khỏe. Các bạn thân mến, mèo là một loài vật linh thiêng, đã có rất nhiều câu chuyện tâm linh về loài mèo và phần lớn những câu chuyện về loài mèo đều mang những điểm xui rủi. Vậy mèo vào nhà đẻ là điểm gì, là điểm tốt hay điểm xấu? Hãy cùng Phong thủy và sức khỏe tìm hiểu chi tiết qua clip sau đây nhé. Các bạn thân mến, mèo là một loài động vật thân quen và gần gũi với con người. Hầu hết mèo được xem như một loại thú cưng. Ở thôn quê, người ta thường nuôi mèo để đuổi chuột. Trong dân gian, người đời có quan niệm rằng mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Do mèo thường xuyên kêu meo meo nghĩa là nghèo, chó thì thường kêu gâu gâu nghĩa là giàu. Vậy mèo vào nhà đẻ là điểm gì, có xui không? Do vậy, khi mèo vào nhà đẻ, đặc biệt là chú mèo lạ vào nhà đẻ, khiến không ít người cảm thấy lo lắng. Thật ra, mèo là loài động vật có giác quan nhạy cảm rất nhạy bén, có thể cảm nhận được những thứ nguy hiểm đang rình rập xung quanh nó. Chính vì thế, nếu như chú mèo vào nhà bạn và đẻ con thì chúng có thể nhận thấy đây là một nơi an toàn để chúng sinh con. Việc mèo đẻ con trong nhà bạn không hoàn toàn là điểm xấu, mà ở một khía cạnh nào đó cũng nói lên điểm rất tốt. Thế nhưng, nhiều người cho rằng mèo là một loại đồng đảnh, có ăn thì ở lại, không có ăn thì bỏ đi. Việc mèo bỏ đi có thể thể hiện sự mất của, mang lại điều xui xẻo, kém may mắn cho gia chủ. Việc một chú mèo vào nhà đẻ là hên hay xui còn tùy thuộc vào quan điểm tín ngưỡng của mỗi người. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên rằng nếu mèo vào nhà đẻ, bạn nên thể hiện sự tiếp đãi để có thể tránh được những chuyện xấu. Và đặc biệt, điều này còn có thể mang lại cho bạn nhiều điều may mắn. Mèo lạ vào nhà là điểm gì? Nhiều người quan niệm rằng mèo hoang đi lạc vào nhà bạn là một điểm xui rủi, có thể gia chủ sẽ gặp điều gì đó kém may mắn. Ngoài ra, điểm báo này còn cho thấy việc thờ cúng cho gia đình bạn chưa tốt. Khi đó, bạn cần xem xét bố trí lại không gian thờ, đồng thời chăm chỉ hương khói, thành tâm hơn trong những ngày đặc biệt như ngày rằm và ngày mùng 1 nhé. Trong cuộc sống văn minh, mọi người đều yêu thương tất cả các loài vật, dù chó hay mèo. Chính vì vậy, nếu như mèo lạ vào nhà bạn đẻ, bạn nên chăm sóc chúng. Hy vọng thông qua bài chia sẻ này, các bạn đã hiểu được ý nghĩa mèo vào nhà đẻ là điểm gì. Phong thủy và sức khỏe kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, sức khỏe và bình an. Nếu như các bạn thấy clip hay, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé.